kính chào tất cả bà con cô bác đằng xa trong ngoài ngoài nước đã trở lại video tiếp theo của Chí Minh. Thì hiện tại giờ Chí Minh đang có mặt tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì thường ngày thì Chí Minh cũng đều vào đây rất là sớm để là chia sẻ cái hình thoát buổi sáng cho tất cả bà con cô bác đằng xa được xem tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nó như thế nào và nó khác nhau như thế nào về hôm qua, nó có gì thay đổi hay không để cập nhật cho tất cả bà con cô bác xem. Nghe tiếng động như cái hết hồn thật. Không có chuyện gì. Thì hôm qua thì bên người nhà của nghệ sĩ lên và có ở lại đây buổi chiều tối với chúng chị mà không biết giờ nào về. Thì Duy Minh nghĩ rằng là chắc gia đình ở nơi cắm trại buổi tối có chú là Linh Tâm lên với chúng chị, thì hôm qua bà con cũng đã xem video đã biết rồi. Thì buổi sáng bà con thấy những cái ngọn đèn hiu hắt ở đây còn cháy quý quý vị. Những tiếng ve sầu kêu não nề. Thì hôm nay là ngày thứ 52 rồi quý chúng chị, đúng không bà con? Ngày thứ 52 rồi. Ủa 53 mới đúng chứ. Thì trước khi vô vào trong chia sẻ thì Duy Minh cũng xin chia sẻ khung cảnh bên ngoài bà con giờ này cảm thấy nè, thì rất là vắng vẻ và còn tối nha quý anh chị, còn tối sương thì rất là lạnh luôn. Thì Duy Minh cố gắng đi sớm để là cập nhật cái khung cảnh buổi sáng cho tất cả bà con cô bác đằng xa xem như thế nào và thắp những cái nén hương cho tất cả bà con cô bác gửi cho Duy Minh. Thì Duy Minh xin phép thắp những nén hương trước cho bà con cô bác nha. Thì có một cái ngọn đèn cạy ngã với quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì Duy Minh cũng đã thắp giùm cho tất cả bà con cô bác gần xa những cái nén hương lòng mà bà con cô bác không có điều kiện cũng như là không có đến mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được, thì Duy Minh đã thắp giùm rồi. Thì Duy Minh cũng xin đi một vòng xung quanh đây và chia sẻ buổi sáng tại nơi đây và thắp những cái nén hương cho tất cả nghệ sĩ ở đây quý chú anh chị. Khi mình đến đây á, mình thắp hương á, mà thắp hương một chỗ nó cũng những nghệ sĩ khác á, sẽ buồn quý chương trình, cho nên là mình cũng đi thắp những chỗ khác luôn. Thì giờ chẳng chưa sáng quý anh chị, hôm nay là mình đi rất là sớm luôn, khác nhưng mà bữa mình đi sớm hơn bình thường. Hôm nay thì chắc nghĩ rằng thì cũng hơi buồn với anh chị, tại vì lương mông lép á, là lương quê lớp cuộc sống Nhật Bản, ôi ngã người ta. Ôi ngã rồi. Giờ cái này sao? Chắc là tối có cái con gì lại đến đây ăn hay sao đâu. À, gió hay hả? Nó là đâu ăn được nữa. Dạ. Bụi bay vô mắt. Ủa, hương bay vô mắt. Mô gì đó hả? Xin tỉnh lại. Nhìn lại đây. Đây là nghệ sĩ Thanh Tú quý chính trị. Năm mô, con xin thắp hương cho ông. Xin tỉnh lại ông, năm mô thật. Ở đây là chú Hải Sa. Hải Sa có cái khúc cũng rất là khá là hay của chú chị. Khi nhiều gió thổi đầu non, nó còn uống rượu là con ngọc nguyện vàng. Đây là cô thì xin phải. Nó mỏi và cũng không tính lại cổ nữa. Đây là nghệ sĩ ưu tú Văn Còn. Tên thật của ông là Nguyễn Văn Còn quý chú chị. Tại vì mình đi hồ xung quanh và đọc tên những cái ngôi mộ cũng có những nghệ sĩ ha. Đây là chú Nguyễn Nam Hùng. Mộ bên đây là có anh các tiền thương khách đến anh ơi, bà con ơi. Đây là soạn giả Nhị Kiều và nghệ sĩ Lê Quang Tám. Ông soạn giả Nhị Kiều và Lê Quang Tám đây là một cặp vợ chồng quý chú chị. Còn hôm trước mình không biết, mình cứ tưởng đâu là
ai, nhưng mà có khán giả comment nói là đây là vợ chồng của chúng chị. Mới đây là nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang, thì ngày xưa thì nghệ sĩ Thanh Sang là cái người ân nhân của là chú Vũ Linh, thì xưa chú cũng có kể khi mà nhâm nhi vài lý rượu thì chú đều nhắc tới là chú Thanh Sang và biết ơn chú rất nhiều. Ngày xưa thì chú Vũ Linh lên 11 tuổi là đã đam mê. Con xin phép thương ông và bà ha. Đây là đạo diễn Lê Giang quý chú chị, người bạn đời quý anh mồi Phật, là đạo diễn Lê Mộng Quang. Thì 11 tuổi là chú Vũ Linh đã đam mê đi ca hát rồi chú chị. Thì ban đầu thì không có được sự đồng ý của cha mẹ, là chú không cho chú đi vào cái con đường này, hát này. Thì ba của chú là nói là đây là một cái kiểu như là một nghề là sướng ca vô lợi, cho nên là không cho con mình đi theo nghề hát này. Môi thật, đây là con chú Dân Châu đó. Nhưng mà vì lòng đam mê yêu quý cái nghề, ông đã là quyết tâm và theo đuổi tới cùng. Một hôm thì ở Sài Gòn có tổ chức cũng như là tiễn sinh á quý chú vậy, thì được người bạn giới thiệu, thì chú đã mang chiếc xe đạp từ Gò Vấp đi lên, đi lên tới cái nơi mà tỷ sinh. Đây là nhà thơ Ngô Anh Chương quý chú vị. Còn đây là nghệ sĩ Hồ Kiển. Ông nghệ sĩ Hồ Kiển này là cũng ở trong đóng trong bộ phim Nhà Đất Phương Nam á, cái vai mà ăn cá sống quý chú vị, bị nhờ phù hộ của ông ép ăn cá sống. Rất là hay luôn. Còn đây là cái nhà nhạc sĩ Quân Sự. Bên đây là nhà nhạc sĩ Thanh Sơn. Để mình lại mình cắm này kia của là chú nhạc sĩ Dân Tý ở đây nữa cái. Thì sáng mình thấy có chị đó, bữa nào cũng vô sớm chứ chị. Nghe nói chị là không có cha của mẹ đó, không biết phải không, để tí xíu mình hỏi chị. Nam mô nhạc sĩ Dân Sơn. Đây là ông Trương Sơn Hải, thầy sắp cái hương cho ông luôn ha. Nam mô. Này mình đang mình thắp cái hương vòng vòng này. Hôm trước này nó quý chị, hôm qua chú anh chào chị. Chị bữa nào vô sớm nha chị. Hôm qua chú Linh Tâm á, là chú đi cắm hết xung quanh luôn luôn, nhưng mà anh em mình không có quay cho bà con xem được, cũng rất là tiếc của chú chị. Mộ đây là cái mộ đối diện với là mộ của chú Vũ Linh đó, con xin thắp hương cho ông. Đây là mộ của chú Vũ Linh.
đúng không? Chào anh, có vô anh? Năm mươi thôi. Hôm nay có hai anh em mình ha. Mấy nay mấy anh em đi bớt rồi cũng buồn rồi. Lương vlog thì đi rồi quý chính trị, nhưng em cũng mới quen biết thôi. Mà nói chung cũng rất là dễ thương. Đây thì mình đi mình cũng thấp hết luôn chứ vậy, để cho lâu lâu mình cũng phải thấp cho mấy ông mấy bà ở đây để người ta buồn. Đây là công an của chính trị, bà qua Phan Thị Khê công an đó. Bên đây là mình đi thắp mười vòng cái đó, cái cây hương còn cục nản luôn quý chú anh chị, cục nản luôn. Thì mình dựng đây cái quý chú vậy. Đây để mình vào bên trong mình chia sẻ. Mấy anh em mình tháo mấy cái này luôn hết anh, tháo luôn quý chú chị ơi. Thì có bao nhiêu người thì mình làm bao nhiêu đi, mình đỡ ai nữa giờ, mình làm bằng tấm mình mà. Mọi người có nhìn thấy
Ông này cũng không trẻ. Cái mỏ đó em đi sắp ra từ từ ha. Ngủ đêm nay chưa ta, sao sớm ra dội bò ra đi. Em còn đang quý vương chú chị. Ra ra ngoài đi chứ. Cô gì đó nói là chiều nay có một bó hoa mới, đúng chính xác luôn á. Ai? Cô gì đó? Chị Như hả? Phải, cô gì á? Cô Năm rồi sao? Chiều qua là có một bó hoa mới không? Đúng rồi. Nếu về ngoài ra câu là đây là quý vị lương thì đi quý chú chị anh em cũng hợp buồn ha. Anh em mà làm việc với nhau không lâu nhưng mà cũng kháng khích với nhau. Chút hoa ra nên em chỉ được
em đi rồi, một mình anh ở lại. Em ngóng chờ. No. Qua gia đình chú Linh lên thì chú Thiên Tâm Linh Tâm của chúng chị lên đây là khóc mà nói là nước nở luôn của chúng chị, cho nên mới đầu thì chú mình thấy sắc mặt của chú khi mà vừa bước vào đây thì rất là thay đổi, chú là nhẹ ngào đó, nên là để phun theo một chỗ luôn. Mẹ em qua ở đây đây của chú chị. Qua ở đây đây. Từ đây. Chú mình ha. Cái này là hơi héo rồi. Một tím. Tím thì để bên kia của chú chị. Hôm qua có cô kia góp ý là một tím mà không nên để trước mặt. Tím rệm buồn lắm. Mà để cái chỗ mà đi ra. Một tím thì để như chỗ này nè quý vị. Hả? Cái này của trái tim. Này của trái tim á, cái đó của trái tim của chị. Của chị Quỳnh á, đúng rồi của trái tim này là của chị Quỳnh nè. Đây nè. Chị Quỳnh. Mà tối mình cũng có gọi chị nha. Chị Quỳnh luôn. Đó. Ok luôn quá. Còn cái đó nữa ha. Cái gì anh? Cái này anh nghĩ là mình lấy bông ra để sao mình để cái hình. Để đâu vậy? Cái bông thì mình chưa biết. Để đâu vậy? Bên đây nè. Chứ mà để hình mà có cái bông thì cái bông nha. Đây, đưa vô đây. Ừ. Ở đâu có hào dính không? Hình này là hình để gác lên thôi. Bằng cái thục da vô nó sẽ không đẹp cái gì. Cái này này hơi héo của chú chị, nhưng mà anh em mình cũng để ở đây để hỏi ý kiến của những người mà đặt nó cái gì để coi như thế nào. Hình thì nó hơi méo. Ngay rồi cái chiếu nó đẹp, căng căng ngay rồi đấy. Thank you.
rồi tạ màu cũng hù chứ chị, để cái này à. Cái gọn gàng là biết đó. Đó. Cái hai cái chậu ấy đâu ta? Ồ quên, nó để mình đi rửa mấy cái chậu này, rửa mấy cái tay của chung này đi. Rửa cái chung nước này nữa. Cuộc vui nào thì cũng sẽ tàn với chị. Nhưng mà trong lúc đầu năm thì tình cảm không phải tàn được. Như mình thấy lúc nào bà con cũng đến đây thắp hương cho chú đều đều. Thì với cái nhiệm vụ là chia sẻ ở đây thì anh em cảm thấy cũng rất là vui và ấm lòng khi là thấy tất cả bà con cô bác luôn luôn lúc nào cũng dành tình cảm đến chú. Hôm nay mình sáng vô thì người ta chưa, chỉ còn mấy anh em đi sớm thôi. Lúc trước thì mấy chục anh em YouTuber, nhưng mà dần dần thì có duyên ở lại thì anh em mình nào có ai có duyên ở lại lâu, còn không duyên thì ta sẽ chia sẻ một cái chỗ khác. Thì đó cũng là cái nhiệm vụ của anh em, nói chung là ai chia sẻ nhiều nơi như vậy để mới được là bà con mới nắm bắt được nhiều cái tin tức được của chúng chị. Nhưng mà mình gần ở đây mình ở chia sẻ với chú thì mình thấy cảm thấy nó vui hơn. Chứ mình tử ra nước sợ gái mấy cây của chị ấy nó tốt ha chị. Nước này bữa chị Như là quý chú chị mượn như bên mua để là chăm nước để dành cúng. Cũng hai thùng luôn, hôm nay xài thì cũng bây giờ thì cũng còn cũng nhiều. Bữa anh Nêu mua vô một thùng nữa. Rồi hôm trước thì có chị đại gia với mình vô cũng mua vô một thùng nữa quý chú chị. Cái chai này thì một phần nữa vẫn chăm được của chú chị. Rồi chú về uống nước ha. Này mình to để mình tứ mấy cái nước này cho chú chị chị Như. Cái chai này tầm đắt quá, chị Như nó mới bốt rồi.
mốt là mấy cái này mà héo là chị Như sẽ là mua cái khác. Cái này chị ra cho bớt không cho tôi bớt cũng xịt luôn ra. Xúc xơ này hư hả? Cái gòn của nó. Tứ cái này cái vô gốc cái cái chưa. Tứ của sáng cái. Mình tới rồi giờ. Có cái thùng của anh đi mà lấy cái thùng đi. Này nó tứ cho. Đó cho hư ấy rồi. Sáng tứ cái này chịu nổi chứ. Thì đó. Chưa không quậy. Cái này là qua muốn héo luôn của chương trình. Chị nhiều xuống chị tứ. À sáng một cái số rồi. Thì nhiều vô cho. Hai ca này là dư sức với chị kìa. Dư thấm mà chảy xuống nước này chảy xuống dưới đi ha. Cái chiếc vừa thôi. Có hai cái chậu bên trong là không biết của chị nào luôn á. Tứ đi. Mình về quá nó nhẹo xuống dưới hư dưới nó của chú chị à. Tài là cho miếng cái tài vô. Không phải cái là cây lử gì á. Ok, chuẩn chị à. Cái gà này nè. Anh tứ thêm đúng không? Đó. Anh tứ thêm đi. Ok. Mình thấy buổi sáng là mấy anh em mình cũng tôm tất rồi với chuẩn chị à. Còn thiếu sót gì nữa không biết nữa. Còn anh này tứ cái nữa là xong đúng không anh? Hoa thì đã cũng đã để đem ra ngoài, dọn ra ngoài thấy nó cũng tôm tất rồi. Con thì đến đây thì video cũng đã dài của chúng chị ơi, thì Duy Minh cũng xin kết thúc tại đây. Xin chúc bà con cô bác xem kênh Duy Minh vui lớp thật là nhiều sức khỏe. Nếu thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh là một like, một đăng ký, đừng ủng hộ kênh, giúp kênh tương tác với tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước đang xem kênh, được ở nhà cũng xem qua màn hình nhỏ của Duy Minh. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn bà con lên một video tiếp theo ạ.